Xin chào quý khán giả của chương trình Nhà Mát. Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở kết hợp với cảnh quan không phải là một xu thế kiến trúc mới xuất hiện. Tuy nhiên thì thời gian gần đây khi mà quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng thì ngoài nhu cầu về thẩm mỹ và nội thất tiện nghi thì việc thiết kế ngôi nhà làm sao cho phù hợp với cảnh quan xung quanh để có một môi trường sống lý tưởng thì ngày càng được chú trọng hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ và trao đổi với kiến trúc sư Lê Lan Nhi, một kiến trúc sư thiết kế cảnh quan. Xin chào chị ạ. Xin chào biên tập viên Bích Ngọc và chào các khán giả của chương trình. Là một kiến trúc sư và thiên về thiết kế cảnh quan thì chị có thể cho biết là những cái khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan cũng như là tầm quan trọng của kiến trúc cảnh quan trong cái đời sống hiện đại ngày nay được không ạ? Kiến trúc cảnh quan thì nó là một tổ hợp về tất cả các cái ứng dụng về sử dụng các nguyên lý, để nó áp dụng cả khoa học, cả kiến trúc và cả nghệ thuật trong đó, để nó tạo thành một cái tổ hợp về cây xanh rồi kiến trúc và nghệ thuật. Rất là nhiều ngành nghề áp dụng trong đó. Đầu tiên thì có ngành quy hoạch đô thị và quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch không gian, tổ chức không gian. Sau đó có cả phần hạ tầng kỹ thuật, nó có cả cái phần chuyên ngành là phần kiến trúc, và nó cũng có thêm một cái phần nữa là phần về nông lâm nghiệp trong đó, và áp dụng thêm cả nghệ thuật và tất cả điêu khắc hội họa đều có thể tổng hợp ở trong cái kiến trúc cảnh quan để tạo ra một cái môi trường nó rất là lý tưởng, phù hợp phục vụ cho cái thư giãn, vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi và để tạo cho một cái môi trường không gian nó trong lành, lành mạnh hơn. Cảnh quan thì nó đem lại cho người ta được ba cái lợi ích. Thứ nhất là lợi ích về môi trường. Thì khi mà có một cái cảnh quan đẹp và lý tưởng thì như thế là tạo ra một cái môi trường không khí để cho nó tốt hơn. Một cái môi trường nó cải tạo được cái môi trường khí hậu mà làm cho con người, đúng rồi, làm cho môi trường sống tốt hơn ấy, làm cho con người đó gần gũi với thiên nhiên hơn, và nó lại đem lại cho mình cái lợi ích và sức khỏe. Khi con người sống ở trong cái môi trường cảnh quan cây xanh hợp lý thì sẽ có cho mình cái sức khỏe tốt hơn, và nó có như thế đấy, tăng như thế là sẽ tăng thêm cái chất lượng cho cuộc sống của mình. Về cái lợi ích xã hội ấy, thì khi mà có một cái môi trường cảnh quan ấy, thì nó sẽ một cảnh quan tốt, thì đấy là chính là cái nơi mà thư giãn của mỗi con người ấy. Và nó sẽ là những cái nơi sinh hoạt văn hóa, cộng đồng. Nó sẽ giúp cho một cái xã hội nó văn minh hơn, tiên tiến hơn. Đấy là thực ra là nó một cái xã hội thẩm mỹ cao ấy. Thì nó mới có một cái môi trường cảnh quan nó hợp lý để cho cái chỗ là một không gian sinh hoạt văn hóa, thư giãn, nghỉ ngơi. Còn cái lợi ích nữa là lợi ích về kinh tế. Thì khi mà một cái môi trường cảnh quan nó tốt, bây giờ người ta áp dụng với cả các cái công nghệ vào trong cái cảnh quan đó, thì nó có thể giảm được những cái bức xạ mặt trời, nó có thể giảm được ô nhiễm, giảm được âm thanh, giảm được tiếng ồn, và làm như thế là sẽ giảm được tất cả các cái nguồn tiêu hao năng lượng, tiết kiệm năng lượng hơn. Và có ví dụ như trong cái cảnh quan ấy thì người ta còn trồng những cây dược liệu, thì người ta cũng có thể dùng đó để dùng cái hoa của nó, dùng cái lá của nó để làm dược liệu, làm những thuốc. Về còn những cái cây bóng mát chẳng hạn, có những cây gỗ quý thì sau này cũng có thể là khai thác được gỗ. Và những cái vườn rau xanh, rau sạch thì ta có thể là thu được rau ăn, thì đấy là cũng là lợi ích kinh tế. Khái niệm cảnh quan là phong cảnh phản ánh qua tất cả các giác quan của con người. Cảnh quan gắn liền với môi trường, con người và tất cả sự vật xung quanh, tạo nên một kiến trúc cảnh quan bền vững, nơi con người được sống, nghỉ ngơi và thư giãn. Cảnh quan được chia làm hai loại tự nhiên và nhân tạo. Trong đó, cảnh quan tự nhiên được hiểu là các cảnh quan thiên nhiên như cây xanh, sinh vật, cảnh vật, địa hình, hoàn toàn không có sự tác động của con người. Cảnh quan nhân tạo là cảnh quan được hình thành do hệ quả của quá trình cải tạo, thay đổi của con người làm biến đổi cảnh quan thiên nhiên. Cảnh quan vùng văn hóa sẽ bao gồm cảnh quan điểm dân cư, cảnh quan nghỉ ngơi giải trí, cảnh quan vùng công nghiệp, cảnh quan bảo tồn các khu vườn quốc gia, nơi bảo tồn các quần thể thiên nhiên có giá trị. Trong đó, cảnh quan đô thị là môi trường nhân tạo có thiết kế phức tạp nhất và quan trọng của cảnh quan văn hóa, cũng là loại hình kiến trúc cảnh quan phổ biến và gần gũi nhất, có tác động trực tiếp đến đời sống của con người. Vậy thì có những cái loại kiến trúc cảnh quan nào, cũng như là chúng ta có những cái nguyên tắc nào cần phải tuân thủ trong cái việc là thiết kế cảnh quan nói chung và kiến trúc cảnh quan bền vững nói riêng ạ? Khi mà thiết kế cảnh quan ấy thì nó đều có một cái nguyên tắc của nó. Vâng. Thế khi mà cái cảnh quan thì đầu tiên là người ta phải nghiên cứu tất cả đến về cái yếu tố là địa hình, địa chất mà người ta điều cái thổ nhưỡng, cái khí hậu ở khu vực đó.
thậm chí là người ta phải nghiên cứu cái bản sắc vùng miền, văn hóa của nó, cảnh quan xung quanh. Sau đó người ta mới bắt tay vào thiết kế cảnh quan. Mà trong cảnh quan ấy thì nó có bốn cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là cái yếu tố cây xanh, mặt nước, ánh sáng và gió và hướng gió là cực kỳ quan trọng trong cái yếu tố cảnh quan. Cho nên là khi người ta thiết kế cái gì thì người ta cũng phải nghiên cứu sâu đã. Thế kể cả chung cư hay là biệt thự hay là bất kể một đâu đó, về công viên, vườn hoa thì người ta đều nghiên cứu sâu về những cái đấy, xong người ta bắt tay vào thiết kế. Và người ta bắt đầu thiết kế từ cảnh quan cứng, người ta mới thiết kế sang cảnh quan mềm. Thì cảnh quan mềm cứng thì bao giờ người ta cũng phải, đầu tiên là cái quy hoạch tổ chức không gian là cái đi trước, là cái rất là quan trọng. Nghĩa là có một cái diện tích đất, có cái màn vẽ, có cái hiện trạng thì ta phải tính đến tất cả cái quy hoạch không gian. Người ta phải sắp xếp được là chỗ nào, là phải xác định được luôn cái vị trí những cái công trình kiến trúc phụ trợ, những cái chỗ mà điểm nhìn chính, người ta phải tìm được đến cái hướng nhìn chính, điểm nhìn chính, những hướng ánh sáng chẳng hạn. Và người ta để bố trí ví dụ như chỗ nào là sân nghỉ, chỗ nào quãng đường, chỗ nào đường dạo, chỗ nào sẽ đặt ghế đá, chỗ nào sẽ đặt cái đèn. Thì đấy là những cảnh quan cứng, người ta phân cái khu chức năng cho nó. Một khu vườn nó phải phân khu chức năng là khu tĩnh và khu động, và phân khu chức năng ra, xong bắt đầu người ta bắt đầu mới thiết kế thì sang cảnh quan mềm. Như chị nói là cái tĩnh và cái động đấy, thì ở trong cái tĩnh đấy thì mình sẽ đặt, mình thường sẽ sắp đặt những cái gì và cái động thì sao? Ví dụ như là trong một khu vườn mà với một cái gia chủ mà có cái vườn rộng chẳng hạn, thì cái khu tĩnh thì sẽ là cái khu mà người ta có thể là thư giãn nghỉ ngơi, như cái ghế sức đu người ta có thể đọc sách, có người ta có thể thiền. Thực ra có rất là nhiều nhà có diện tích rộng mà người ta sẽ làm cái vườn thiền, vườn đọc sách, có thể chơi cờ ở đó. Thế nhưng mà có cái khu động là khu để dành cho con nít chẳng hạn, thì nó vui chơi, thì nó sân chơi, thì có những cái sân chơi trẻ con. Thế hoặc cái tĩnh, trong cái tĩnh thì ví dụ như mặt nước thì cũng có mặt nước tĩnh và mặt nước động. Thế còn mặt nước tĩnh thì nó sẽ là chỉ êm ả thôi, chứ là có cái hồ bình thường thôi, có cá thôi, cá bơi. Thế nhưng mà có những chỗ thì ta đặt thác nước thì là mặt nước động. Thế còn có những chỗ suối tạo thành suối và chảy dốc rách chẳng hạn thì nó động. Nhưng mà đấy là tùy theo những cái ý thích của từng gia chủ, là thích tĩnh hay động, và có đủ phù hợp, có đủ điều kiện để làm được cả tĩnh cả động trong một khu vườn hay không. Trong một cái thiết kế thì trong cái tĩnh có cái động, trong cái âm có cái dương, trong cái nóng thì có cái lạnh, thì bao giờ nó cũng là sẽ tổng hòa của một cái kiến trúc, mà nó tổ hợp cái kiến trúc mà nó hợp lý nhất, nó đẹp nhất. Cảnh quan thì nó có cảnh quan tự nhiên, cảnh quan tự nhiên là có sẵn rồi. Nhưng mà thường là bao giờ muốn cho một cái cảnh quan nó được hoàn thiện hơn, thẩm mỹ hơn thì bao giờ cũng phải có thêm yếu tố nhân tạo. Vì trong không có yếu tố nhân tạo, không bàn tay con người thì không thể hoàn thiện cái cảnh quan nó hợp lý được. Cây, mặt nước, ánh sáng và gió nó là những yếu tố chính. Nhưng mà trong cảnh quan thì nó còn có nhiều yếu tố. Ví dụ như là các cái vật liệu, các cái sỏi, đá, cuội, thực ra đèn, chiếu sáng nó cũng là vật liệu từ cái thùng rác, nó cũng là một cái... những cái yếu tố trong cảnh quan. Có bốn yếu tố như chị vừa chia sẻ ở trong kiến trúc cảnh quan rất là quan trọng, đó là cây xanh này, mặt nước này, hướng gió và ánh sáng. Vậy thì từng cái yếu tố này sẽ được chúng ta tính toán và đưa vào trong cái cảnh quan kiến trúc cảnh quan nhà ở như thế nào? Trong nhà ở thì nó lại còn phụ thuộc điều kiện. Nhưng mình nói ví dụ như là trong cái nhà ở có diện rộng, thì ví dụ trong sân vườn thì tao giờ ta cũng nên bố trí những cái khoảng để làm cho cái bể cá hoặc là những hòn non bộ hay bể nước đằng trước nhà chẳng hạn. Những yếu tố đấy thì thường là đấy là nó vừa giúp là phong thủy mà, vừa là tạo những cảnh quan và tạo cái không khí ẩm mà nó điều hòa được không khí. Thế nhưng mà nếu như mà ta không có cái điều kiện đó thì như là tôi cũng nói là có thể ta làm tường xanh, tường nước, nó cũng là những yếu tố. Và gió thì nó rất là quan trọng, là khi mà ta thiết kế thì ví dụ như hướng gió, ta có thể trồng cái cây mà có hương thơm ấy, đặt vào đúng cái hướng gió thì cái ngôi nhà nó sẽ hưởng được cái không khí do thoang thoảng hương thơm. Còn ánh nắng thì cũng thế thôi, thì còn để lựa chọn những những vật liệu về màu sắc, có những cái loại vật liệu thì nó hợp màu sắc, hợp ánh nắng, nhưng còn những cái thì nó lại không phù hợp. Hoặc là ví dụ như cây xanh thì chẳng hạn, thì cây xanh thì nó cũng có những cây mà nó chịu được bóng nắng và có những cây thì nó chịu được bóng dập. Thế cho nên lúc đấy là ta cần phải quan tâm đến ánh sáng, quan tâm hướng gió để cho tạo được cho một cái cảnh quan nó hợp lý hơn. Thiết kế cảnh quan phụ thuộc nhiều vào các yếu tố thực địa hay điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tuy nhiên vẫn tuân thủ theo bốn nguyên tắc. Đầu tiên là tính thống nhất. Tính thống nhất thể hiện ở sự lặp đi lặp lại một cách có trật tự, nhất quán và thống nhất các yếu tố như chủng loại, chiều cao, kích thước, kết cấu, màu sắc của cây hay các nhóm thực vật, đá hay vật dụng trang trí trong thiết kế cảnh quan sân vườn. Việc lặp đi lặp lại một số chi tiết sẽ thể hiện được rõ chủ đề thiết kế mà chủ nhân muốn hướng đến.
đến là tính đơn giản hóa. Đơn giản là một trong những nguyên tắc được áp dụng rất nhiều trong cả thiết kế và nghệ thuật. Nguyên tắc tối giản giảm bớt những chi tiết thừa, giúp nổi bật điểm nhấn trọng tâm, từ đó góc nhìn sẽ được tập trung hơn vào các yếu tố chính của thiết kế cảnh quan. Nguyên tắc chuyển tiếp tự nhiên chính là nguyên tắc tận dụng những yếu tố tự nhiên trong không gian, giúp cân đối và tạo sự hài hòa mới mẻ cho phối cảnh sân vườn. Chuyển tiếp tự nhiên đảm bảo sự thống nhất liên tục giữa cây xanh với các vật liệu phù hợp, được đặt đúng vị trí để đảm bảo thể thống nhất trong bố cục của toàn bộ không gian. Cuối cùng là tính cân bằng. Nguyên tắc áp dụng nhiều trong thiết kế cảnh quan đô thị chính là tính cân bằng hay còn gọi là tính đối xứng. Việc áp dụng tính cân bằng thường thể hiện qua cách bố trí những chi tiết giống nhau với một khoảng cách nhất định. Ví dụ như việc sử dụng một loại cây đặc trưng với một khoảng cách nhất định tạo sự liên tục trong không gian. Theo như chị nghiên cứu thì mức độ quan tâm của mọi người hiện nay với kiến trúc cảnh quan nhà ở như thế nào và có những cái xu hướng kiến trúc cảnh quan dành cho nhà ở ra sao? Thực ra là bây giờ vì cuộc sống thì ngày càng tốt hơn và cuộc sống ngày càng nhu cầu hưởng thụ người ta càng lớn ý, thì cái nhu cầu về cảnh quan, về tận hưởng cuộc sống cảnh quan ngày càng nâng cao hơn, thì tất cả chỗ nào người ta cũng cần tới cảnh quan cả mà. Còn nếu mà nói về xu hướng thì thực ra cũng thiết kế cảnh quan thì để tạo nên một cái đẹp hoàn thiện, hoàn mỹ, thì bất kể một cái chỗ nào người ta cũng có thể thiết kế cảnh quan. Nếu mà người ta có điều kiện ở trên diện bằng thì người ta thiết kế cảnh quan đẹp trên diện bằng. Nếu người ta diện dốc thì ta thiết kế diện dốc. Mà nếu như eo hẹp nữa thì ta có thể làm cảnh quan trên diện đứng. Nếu như kiểu vườn tường hay là tường nước hoặc là tường xanh, hoặc là nếu mà ta không có điều kiện nữa thì người ta lại làm những cái vườn treo. Sử dụng theo là khi mà mình có đến đâu thì mình làm đến đấy, nếu mà mình yêu thích cảnh quan. Khi mà thiết kế thì mình phải sắp xếp cho nó phù hợp với không gian của mình. Như chị vừa chia sẻ thì có thể thấy là kiến trúc cảnh quan nó rất là gần gũi với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Mình có thể nhìn thấy đâu đó ở những cái công trình công cộng như là công viên, vườn hoa, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nó cũng là hiện diện ngay ở trong những cái căn nhà ở của mỗi người thôi. Vậy theo chị thì kiến trúc cảnh quan dành cho những cái công trình nhà ở nó có những cái điều khác biệt và đặc trưng như thế nào? Thì thực ra là bây giờ xã hội ngày càng phát triển, đời sống thì được nâng cao, thì nhu cầu con người để được hưởng thụ về cái không gian nghỉ dưỡng ấy, thì nó càng phát triển hơn, càng yêu cầu hơn. Đấy là một cái nhu cầu thiết yếu của con người thôi. Người ta tận dụng được một cái không khí trong lành mà lại thưởng ngoạn được cái đẹp thì ai cũng muốn cả. Thế nên là vì thế kiến trúc cảnh quan nó càng ngày một phát triển. Thì kiến trúc cảnh quan nó không dừng lại ở cái công viên vườn hoa, nó không dừng lại ở các cái công trình văn hóa, công trình công cộng, mà kiến trúc cảnh quan nó còn áp dụng vào trong cái việc trường học của cơ quan, rồi đoàn thể, rồi cơ quan, rồi trường học, bệnh viện, thậm chí là có những cái chỗ như chợ này, bến bãi này, bến tàu này, và thậm chí là nghĩa trang, thì người ta cũng đều cần cái kiến trúc cảnh quan để cho nó đẹp lên. Kiến trúc cảnh quan trong nhà ở hiện nay thì đóng góp một vai trò rất là quan trọng. Nó là giúp cho làm tô điểm cho cái không gian sống của mình, cái môi trường không khí rất là trong sạch. Như kiểu cây xanh ấy thì nó còn giúp điều hòa không khí, giúp làm cho cải thiện cái môi trường, còn giảm được cả cái ô nhiễm không khí, tăng độ ẩm. Mà đôi khi là cảnh quan thì nó còn giúp là giảm được cả ô nhiễm tiếng ồn nữa. Cho nên là nó nhiều khi là trong cái cuộc sống gia đình thì cảnh quan nó đem được cái màu xanh tươi mát, nó tạo ra một cái không gian để cho các thành viên trong gia đình họ ta sum họp, họ có thể thư giãn giải lao sau một cái giờ làm việc căng thẳng rất là tốt. Và đôi khi là cảnh quan trong các cái gia đình ấy thì nó còn có yếu tố phong thủy. Thì theo phương Đông, quan niệm phương Đông ấy là khi phong thủy tốt thì nó đem lại cái tài vận cho gia đình, tránh được những cái điều xấu, nó có tán được những cái khí tốt không tốt ra ngoài và thu được khí tốt vượng cho gia đình. Khi có một gia đình ấy mà có một cái không gian thật là rộng rãi để có thể làm được một cái nhà mà trong vườn ấy, thì đấy là một không gian lý tưởng. Thì nếu như mà người ta làm được nhà trong vườn thì bao giờ cũng có rất là nhiều yếu tố trong đó. Ví dụ như là người ta phải, đầu tiên là người ta phải áp dụng cái quan điểm về yếu tố phong thủy, về màu sắc, về cây xanh, về vật trang trí, về tất cả mọi thứ mà nó phù hợp, thì chúng ta sẽ có một cái môi trường để thư giãn cho gia đình, mà môi trường ở rất là tuyệt vời, là lý tưởng. Trong kiến trúc cảnh quan thì có những loại hình vườn nào phổ biến, và mỗi một loại hình vườn thì có những cái nét đặc trưng như thế nào, phù hợp với những từng cái loại kiến trúc nhà ở ra sao?
đối với cả những nhà có diện tích rộng thì như vậy, nhưng mà đối với những cái ngôi nhà mà có diện tích nó nhỏ hẹp hơn, ví dụ như là nhà mặt phố hay là nhà hình ống, thì ta có thể đưa vườn vào trong nhà, nghĩa là lúc này là thành vườn trong nhà, để ta cũng có một cái không gian kiến trúc cảnh quan nó sinh động cho cái ngôi nhà của mình. Đấy, còn nếu mà những nhà chật hẹp hơn nữa thì ta có thể sử dụng là vườn trên mái. Nếu như mà cảnh quan xung quanh mà nó đã rộng rồi thì trong nhà thì biệt thự chúng ta cũng phải làm hạn chế đi một chút. Ví dụ như là chúng ta sẽ làm thiên về cây tầm trung thôi. Còn cây tầm cao thì chúng ta hạn chế. Tại vì cây tầm cao thì nó làm cho chúng ta nó cớm, nó sinh ra cớm mà nó thiếu ánh sáng thì sẽ che mất. Thì như thế là cái cây tầm trung và cây gầm thấp nó sẽ hạn chế cái sự phát triển hơn. Thế mà ta có thể lợi dụng cái không gian bên ngoài, sử dụng cái cây tầm cao ở bên ngoài, cây bóng mát ở bên không gian công cộng bên ngoài rồi, và bên trong nhà ta chỉ nên sử dụng cây cảnh thôi. Có thể nói cây xanh được xem là vật trang trí không thể thiếu trong thiết kế kiến trúc cảnh quan nhà ở, có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong khu vườn nhà. Mẫu sân vườn theo phong cách nào, từ châu Âu hiện đại, Á Đông giản dị hay vườn kiểu Nhật Bản, từ khu vui chơi, góc thư giãn, khu vực tiểu cảnh, lối đi đều không thể thiếu cây xanh hay các khóm hoa sặc sỡ sắc màu. Hệ thống cây xanh sẽ làm cảnh quan sân vườn thêm phần sinh động và ấn tượng. Ngoài tác dụng điều hòa giúp bầu không khí trở nên trong lành, tươi mới, thì cây xanh còn hỗ trợ tinh thần con người vô cùng hiệu quả. Khi được thư giãn trong khoảng sân vườn xanh mát ngay tại nhà sau một ngày làm việc thì mọi mệt nhọc căng thẳng dường như đều tan biến. Xu hướng đang được ưa chuộng nhất hiện nay chính là thiết kế sân vườn đa năng. Cây xanh ngoài việc tạo nên mỹ quan cho ngôi nhà còn có thể là những loại thảo dược với mùi thơm đặc trưng, cây ăn quả theo mùa và các loại gia vị có thể dùng trong nhà bếp. Vườn đa năng tạo nên không gian xanh, mang lại sự thoải mái, thư thái và tràn đầy cảm hứng, giúp con người có một cuộc sống chất lượng hơn. Việc phối hợp những thực vật nổi bật trong thiết kế cảnh quan sẽ tạo nên phong cách khác biệt cho mỗi công trình nhà ở. Với màu sắc và đặc trưng lá nổi bật sẽ là điểm nhấn riêng biệt cho khu vườn thêm sống động. Không chỉ thế, cây trồng nhiệt đới với tán lá to và dày cũng góp phần rất lớn trong việc điều hòa khí hậu, giúp giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, sự kết hợp các tông màu đối nghịch nhau của thực vật cũng được ưa chuộng bởi sự gợi cảm, ấn tượng, cá tính và mang tới vẻ quý phái sang trọng cho không gian cảnh quan nhà ở. Để tạo một cái kiến trúc cảnh quan với nhiều cái bối cảnh cây xanh thì trước tiên là mình sẽ phải nhìn, mình sẽ phải phụ thuộc vào cái địa hình ở cái khu vực đấy nó như thế nào để mình bố trí và sắp xếp một cái cảnh quan cho nó phù hợp. Ví dụ như mình trồng cây bóng mát chẳng hạn, hay cây ăn quả hay là các cái tiểu cảnh. Đấy thì mình sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái yếu tố trực tiếp ở cái địa hình. Ví dụ như là ở trong biệt thự mình chẳng hạn ạ. Ví dụ như có những nhà có những cái bể. Có bể thì có những cái tường, ví dụ như mà họ không muốn sơn lên thì họ có thể trồng cây dây leo. Ví dụ như là vảy ốc để cho nó bám vào tường, nó sẽ thành một cái mảng xanh rất là đẹp. Trong cái kiến trúc cảnh quan về cái phân tầng đấy là một điều rất là quan trọng. Ví dụ như mình phân tầng giữa cái cây tầng cao và cây tầng thấp, nó phụ thuộc vào cả cái yếu tố ánh sáng đó. Ví dụ như trong cái cây, trong cái trường hợp mà nhiều ánh sáng thì mình sẽ lựa chọn những cái cây mà ánh sáng nhiều hơn, không thể cho được vào những cái cây bóng mát ở dưới tán đấy. Ví dụ như những cái cây mình phân tầng thì mình sẽ cây trồng cái cây tầng cao lên trên và những cái cây bóng ở phía dưới, cây bóng mát mà nó ít ánh nắng, mình vẫn sắp xếp theo phân tầng của cây, giữa cây bóng mát, cây bụng và có hoa, cây cảnh xen lẫn với bể nước, hồ nước thì mình cũng có thể ví dụ như những cái cây tùng dáng nghiêng, dáng ngả ở đấy ạ, nó rất là nhiều những cái cây, ví dụ như là những cái khóm bụi hoa thủy trúc mà mai vạn phúc hay là dương xỉ để mình trồng xen và kết hợp giữa đá và cây ạ. Mỗi phong cách thiết kế nhà được định hình sẵn sẽ cho ra những tạo hình cảnh quan khác nhau.
Những đường nét được sáng tạo dựa trên chiều cao của cây cối, sự phân nhánh tầng của thảm thực vật. Những đường nét thẳng mang đến cảm giác vững chắc, tác động mạnh vào não bộ của con người. Ngược lại, những đường nét cong mềm mại sẽ giúp con người cảm thấy dễ chịu, thư thái và bình an hơn. Điều đó đòi hỏi kiến trúc sư thiết kế cảnh quan sẽ phải điều chỉnh các đường nét của khuôn viên cảnh quan nhà ở sao cho hài hòa và cân đối nhất. Các vật liệu phổ biến được sử dụng trong thiết kế cảnh quan như sỏi, đá trang trí, cùng các chất liệu đa sắc màu khác như sắt, thép, gỗ, chiếm một phần vai trò không nhỏ trong việc kiến tạo cảnh quan xung quanh, thêm phần độc đáo, tươi mới và tràn đầy sức sống. Cảnh quan sân vườn theo phong cách hiện đại có thể sử dụng các vật liệu như gạch, đá, sỏi kết hợp với kính, thép, nhôm, gây ấn tượng mạch lạc, sắc nét cho khu vườn hiện đại. Chất liệu thép sẽ cho cảm giác uyển chuyển nhưng khỏe khoắn, sử dụng được linh hoạt trong những vật dụng như bàn ghế, xích đu hay thậm chí là hàng rào hoa thép. Những chất liệu khác như sơn sần, bê tông sen cỏ, sỏi các màu hay cát trắng pha lê cũng được áp dụng nhiều cho cảnh quan sân vườn hiện đại. Với chất liệu kính, đây là một phương án sử dụng có thể thay thế nước. Với cảnh quan vườn nhỏ không có điều kiện thiết kế hồ nước thì kính chính là giải pháp tạo cho khu vườn sự lung linh của nước. Ghế kính cũng là một lựa chọn khác biệt giúp cho cảnh quan vườn rộng hơn và màu xanh của cây cối được nhân rộng vì không bị che khuất. Vật liệu cho lối đi cũng rất phong phú như đá xè, đá lát, đá giả gỗ hay giải sỏi. Tất cả vật liệu này đều đã qua xử lý để phù hợp với điều kiện ngoài trời, chống trơn trượt và rất gần gũi với cảnh quan của khu vườn. Ra thì trong cái kiến trúc cảnh quan, thiết kế cảnh quan thì sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cảnh quan nó đều là một cái sự thống nhất nhất định. Ví dụ như là cảnh quan giữa xen giữa cây, đá và mặt hồ nước nó đều là tạo nên một cái không gian hài hòa trong cái kiến trúc cảnh quan. Ví dụ như hiện trạng vườn Nhật thì trong đấy là sẽ có cả kết hợp giữa đá, cây và hồ nước. Thì giữa cái phần kết hợp giữa đá, cây và phần nước thì cái này sẽ dựa trên một cái nguyên lý là như ở trong vườn Nhật thì đá sẽ chiếm vào khoảng tầm 70% và phần cây và 20% còn là hồ nước tĩnh lặng. Cây cối ở trong vườn Nhật thì mình chủ yếu mình sẽ dùng các loại cây thế các khóm, cây bụng, bố trí bàn trà xích đu thì nó sẽ có một cái dành một cái không gian thoáng. Mình sẽ tìm những cái vị trí như là mặt bằng thoáng để có thể mình nhìn bao quanh tổng thể các cái cảnh quan ở phía bên ngoài để mình đặt kết hợp nữa. Ở dưới là mình sẽ trải cái thảm cỏ Nhật, mình đặt lên thì vừa có không gian chơi cho các cháu nữa. Một trong những yếu tố cơ bản quan trọng khác trong thiết kế cảnh quan nhà ở đó là yếu tố hình dáng vật thể. Trong khi những đường nét tạo nên tổng thể cảnh quan thì hình dáng vật thể được tạo nên từ những yếu tố như cây, hồ nước, tiểu cảnh. Nếu như trước đây cây trồng trong vườn thường theo sở thích thì ngày nay cần cân nhắc bố trí sao cho phù hợp vì cây cối là yếu tố cơ bản quyết định tổng thể của cảnh quan nhà ở. Một yếu tố quan trọng khác là kết cấu và tỷ lệ kích thước của các vật được chọn. Để tạo nên một cảnh quan hoàn chỉnh, rất cần thiết phải chú ý đến kết cấu cũng như tỷ lệ kích thước của mọi vật. Cân đối kích thước giữa nhà ở và cây trồng, giữa bậc thềm với hàng cây bên cạnh, tất cả nhằm đảm bảo được sự hài hòa cần thiết của cảnh quan. Nghệ thuật tạo ra cái kiến trúc cảnh quan thì nó phụ thuộc vào việc là mình sắp xếp những cái nguyên liệu thô của tự nhiên như là thảm thực vật này hay là cây xanh với lại các cái yếu tố của vật liệu xây dựng. Vậy thì những điều đó được tính toán và thực hiện như thế nào? Thường là khi mà ta thiết kế cảnh quan ấy thì bao giờ người ta cũng phải đầu tiên là nó đưa đến cái chủ đề. Cái chủ đề của cảnh quan và người ta lại tiếp theo người ta lại phải đưa đến cái phong cách. Phải thống nhất được cái chủ đề và cái phong cách chứ không thể làm lộn xộn được. Thực ra là ví dụ như là cảnh quan thì luôn kể được câu chuyện là tốt nhất. Ví dụ như cảnh quan công cộng thì nên kể được câu chuyện. Như cảnh quan gia đình thì kể được câu chuyện cũng hay. Ví dụ như ta đến đấy người ta phải có chủ đề. Khu vườn này là khu vườn gì?
chứ không phải là khu vườn nó cứ lộn xộn. Thế hoặc là cái thống nhất một phong cách, ví dụ phong cách là ta có thể là phong cách phương Đông hay phong cách châu Âu, chứ không thể lộn xộn là nó đa phương diện, nghĩa là nó lúc ấy trở thành nó hỗn hợp quá thì nó cũng không thể đẹp được. Thế là bắt tay vào thiết kế thì phải thống nhất được cái chủ đề và cái phong cách đã. Ví dụ như vườn gia đình thì thường thường nó của Việt Nam mình thì vẫn đang theo cái phong cách của phương Đông, mà cũng nhiều nhà thì nghiêng về cái phong cách vườn Nhật. Tại vì có những ví dụ như là các cái gia chủ mà lớn tuổi thì người ta sẽ thích về cái phong cách vườn Nhật. Vườn Nhật thì là vườn tĩnh, đấy là một khu vườn tĩnh, nó rất là nhiều đá và người ta có thể thiền được, người ta có thể đọc sách và người ta có thể chơi cờ ở đó. Thế còn những cái vườn động thì là những cái vườn cho những gia chủ trẻ, thì theo những cái phong cách châu Âu thì nó sẽ có những cái khoản thư giãn như ghế xích đu, rồi sẽ có những cầu trượt cho các em, nó rời cái sân chơi đấy. Thế còn những cái vườn bình thường thì nó cũng chỉ là ấy thôi, đa phần là theo phong cách châu Âu hoặc theo phương Đông. Thường là ta phải bố trí đa dạng cái chủng loại cây, tại vì là cây thì nó phát triển theo mùa, có mùa thì cây xanh tốt, nhưng có mùa thì cây nó lại cũng lại rụng, thì có cây nọ thì nó bổ trợ cho cây kia, kể cả mùa hoa cũng thế, thì có mùa thì ra hoa này và mùa thì ra khác. Nên là bố trí trong một cái khu vườn thì ta sẽ có đa dạng chủng loại cây, và đa dạng chủng loại cây trong đó thì nó cũng cả đa dạng tầng, thì nó có cái cây tầng cao, cây tầng trung và cây tầng thấp, và có các loại hoa. Hoa thì nó ví dụ như trước cửa nhà chẳng hạn thì bao giờ ta cũng nên trồng rất là nhiều hoa rực rỡ, bởi vì hoa thì nó đem được cái vượng khí cho gia đình gia chủ. Thế còn những cái cây khác thì có những gia đình thì nếu mà có điều kiện thì ta có thể sử dụng trồng những cái cây dược liệu trong gia đình. Đôi khi ta lấy ra thì ta có làm những cái thứ thuốc chữa ở cây hoặc là trồng rau. Có những nhà thì ta có những khoảnh đất ta có thể trồng rau. Bây giờ ta có thể kết hợp với cả những cái mô hình mà trồng rau thủy canh, rau sạch, thì vừa là có cảnh quan lại vừa có cả rau xanh cho gia đình. Đấy, lại vừa có cây dược liệu để làm thuốc cho gia đình nữa. Thì đúng không? Các khu vườn gia đình thì mỗi một gia chủ thì sẽ có một cái nhu cầu và có một cái ý tưởng thiết kế cho cái khu vườn mình theo một cái phong cách riêng, mà theo những cái diện tích sử dụng mà họ có. Có những gia chủ thì họ muốn là cái ngôi nhà của mình mọc ở giữa cái một cái khu vườn. Nếu như mà gia chủ có một cái điều kiện về quỹ đất rất là rộng. Còn có những gia chủ thì người ta sẽ chỉ có một cái khoảng vườn xinh ở đằng trước nhà. Như có những gia chủ thì người ta lại muốn có một khoảng vườn đằng sau nhà chẳng hạn. Thế ví dụ như là một cái mảnh vườn ở trước nhà thì thường là lại mỗi một gia chủ lại có một cái ý tưởng riêng. Ví dụ một gia chủ có muốn thiết kế theo một cái phong cách là vườn phương Đông, hay là theo cái phong cách châu Âu, hay là theo một cái phong cách vùng miền, vùng biển nào đấy, có thể đưa cả một cái phong cách vùng biển và trong cái thiết kế cảnh quan của sân vườn gia đình, chứ cũng không cứ là phải một cái không gian công cộng. Thế nếu như mà phong cách phương Đông thì đa phần là nó sẽ có những cái mảng cây thường ấy là lựa chọn là cây bonsai rất là nhiều theo phong cách phương Đông, hay là ví dụ như là phong cách Nhật chẳng hạn thì người ta sẽ đưa cái yếu tố đá vào rất là nhiều, vào cây bonsai, cây tùng, cây trúc, và cái khu vực tĩnh trong cái vườn Nhật thì nó sẽ sử dụng cái diện tích nó sẽ lớn hơn là những cái khu vườn theo phong cách châu Âu thì nó sẽ khu vườn động nhiều hơn. Thế thường là ở khu vườn theo phong cách châu Âu ấy, hay là nhất là phong cách Pháp ấy, thì thường là những cái họ thiên về các cây cảnh nhiều hơn, mà cây cảnh ở đây được xén tỉa tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Những cây cảnh tỉnh hơn mà nó có những tầng lớp, nó tạo khối, tạo hình. Ví dụ có những cái tạo những cái hình, có hình con vật. Nhưng mà tỉa thì theo tầng lớp, thì ví dụ như là bên vườn của Nhật họ cũng tỉa. Hay là các cái vườn phương Đông như kiểu vườn Trung Quốc chẳng hạn, vườn Trung Hoa thì người ta cũng rất tỉa, như thường là tỉa theo kiểu hình tròn. Còn ví dụ như là các cái vườn của châu Âu thì hay tỉa theo mảng miếng về các cái hình khối nó hiện đại hơn, hoặc là tỉa theo hình các cái hoa văn nữa. Có những kiểu hoa văn. Vâng. Tức là nó có rất là nhiều cách. Các tầng lớp, họ tỉa theo tầng lớp, họ thậm chí là họ tiêu tơ tầng và họ tỉa theo lớp nữa. Ngoài theo tầng rồi họ tỉa theo lớp. Thì đấy là những họ cắt xén tỉ mỉ trong những cái khu vườn châu Âu. Vâng, xin cảm ơn kiến trúc sư Lê Lan Ni về những chia sẻ vừa rồi ạ.